Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Mạ Non nha. Thì bữa nay Hương Mạ Non cũng có một cái tin vui cả nhà. Hương Liễu đang làm gì đây? Anh coi mấy trái quất nè, trái bự quá trời. Quá trời trái luôn cả nhà. Quất nhà em bữa nay trái bự nè. Hết biết. Trái này chắc là con ha, tốt. Rồi, bữa nay có tin vui gì đâu Hương Liễu chia sẻ cho cả nhà nghe coi. Thì mình cũng muốn chia sẻ tới cả nhà, hôm nay là gia đình Hương Mạ Non của mình lần đầu tiên được nhận một món quà nha của anh chị ở Úc, xin được giấu tên, cũng là một fan cứng của mấy anh em trong suốt mấy năm nay. Thì anh có gửi về cho Úc Liễu là 5 triệu, nói là thấy căn chòi của Úc Liễu nó còn thiếu này kia, với cũng gửi về cho Úc Cường sắm những dụng cụ thiết yếu để mình đi cái săn bắt cá mỗi ngày cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái số tiền đó để mình mua được những gì, thì mời cô chú anh chị theo chân vợ chồng Úc Cường đi chợ nha, cha cho mình mua được gì nha. Mời cả nhà, cũng mời cả nhà nha, đi chơi với hai chồng mình. Thì hiện tại là vợ chồng Úc Liễu đi xuống tới cửa hàng bán đồ nội thất nha cả nhà. Đây là trang trí nội thất Mỹ Thành 3, bán tủ bàn ghế các loại điện lớn như ở đại ngãi mình đó cả nhà. Mình sẽ vô đây. Vô đây mình coi đồ để mua. Vô đây mình chọn mua đồ nha. Đây. Nó làm 39 rồi nè. Úc Liễu ra coi chọn được cái nào chưa? Đó. Đâu. Thì chị cũng cho số tiền thì em sẽ mua, anh chọn là mình mua một cái tủ nha. Cái này là cái tủ, vừa là mình để gia vị lên đây, rồi vừa ở dưới đây thì mình có thể mình cất được những cái gì mà mình không có xài đó, thì mình cất vô cái tủ này cho nó gọn nè. Đây cả nhà, cái tủ này, cái này là cái tủ chén lở hả chứ? Dạ đúng, tủ chén lở. Tủ này là giá là 1,8 triệu. Rồi mình cũng chọn thêm một cái, đây là cái vàng, cái kẻ ốc chén nha, cái nắp. Mình mua thêm một cái vàng chén nữa cả nhà. Cái chòi này mình mua chén. Cái này được không em? Mình chọn cái này do cái chòi cũng nhỏ làm ra mình mua cái loại cái này nó 800 mấy, mình mua cái loại nhỏ nhỏ thôi, vô kiến này nó mờ ha, tại vì nó có lớp bọc, nó có lớp bọc, nó có lớp keo á. Rồi mình sẽ mua hai món này nha. Cái này nó có 600 mấy. Chị gửi cho số tiền thì em sẽ mua hai món, trước đây em mua hai món rồi, có số tiền còn lại thì em để dành mai mốt Úc Cường có săn bắt, cần săn bắt mua những cái dụng cụ gì để mình bắt cá đó cả nhà, thì em sẽ mua tiếp nha. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn anh chị rất nhiều đã thương mến vợ chồng em, ủng hộ cho em, tặng quà cho vợ chồng em, vợ chồng em cảm ơn anh chị rất nhiều. Úc Liễu đây tính tiền nha, Úc Cường đi coi đồ à. Coi đồ coi có mua gì được nữa không. Đây là cả nhà, đây là toàn bộ là cửa tiệm là nội thất đẹp đó cả nhà, bán cũng đủ thứ hết trơn cả nhà, đủ gì cũng có trơn nha, nệm, bàn ghế, tủ trang trí đầy đủ luôn nè con chú anh chị. Đây cái tủ trang trí nè, rất đẹp. Rồi. Năm sau có dùng điện máy rồi. Thì ổng rồi. 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 Cảm ơn anh chị. Rồi. Em cũng cảm ơn chị nha, em quá trời luôn cả nhà, quá trời lớn. Thì ngày mình dốc điểu đi ra chợ. Cửa hàng tủ á, người ta chở tủ lên cho mình nha cả nhà. Mình cứ cường đi thay ra đặng khi vô. Thấy đây cũng dữ rồi cả nhà.
Chạy vô rồi xịn xe, cái đường xịn nè. Sáng hình như nó bị tối. Tủ thấy cưng nữa ha. Thế mình để đỡ để anh mình vô mình dọn cái chỗ thôi là mình mới đem được. Đẩy đâu đẩy? Có xe. Dễ lắm chị. Đó. Cái chòi hơi thấp, hơi nhỏ là cho mình mua tủ với dàn chén cũng loại nhỏ cả nhà. Không có ngồi lớn, loại lớn để mình để cái nó chặt. Rồi, mình với Thái Nguyên ra thấy mới gieo ra vườn nha cả nhà. Không thấy bây giờ cài đám gần rậm tốt nè cả nhà. À. Được. Thái Nguyên gieo gặp thì không biết làm gì ngon không? Làm gì chưa? Ngon vịt lộn. À. Đúng rồi. Ăn ăn hồng hồng lậu là hết sảy. Đám gạo nhà mình là cái nhà đó, mình trồng cái mới rồi hai cây sổ đủ lên. Cường cũng mới bón phân. Sâu sâu hả? Con ngon cắt gì đó cắt lại phần sâu xuống mấy cọng ngon. Đây, đây ống ốc liệu cũng mới trồng chậu rau đến đây nha, rau muối lủi nè. Mấy mình trồng trong cái thùng quýt luôn nha đó nha. Thì bữa nay con cũng tiếp tục quay đến video gửi đến cho ông bà cô chú cùng xem nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa nay anh yêu đã về. Anh yêu rồi sáng dắn cả nhà, dắn đi bắt đi đám. Bữa nay về đang tiếp con làm cơm bữa chiều. Đặt rau rồi nha cả nhà. Cũng giỏi lắm à. Bữa nay mình làm món gì vậy mẹ? Thì chiều nay thì mình cũng có mua được hai con mắm cá lóc này cả nhà. Mắm cá lóc này chỗ này bán ngon đó. Thì chiều nay mình làm món mắm cá lóc chưng nha, chấm rau sống. Mình cũng có mua được ít ba gọi ba chỉ, mình sẽ chưng chung ăn kèm với rau cải bông súng. Rồi để lia qua cái nay ông bà cô chú thấy trời Hương Mã Non có gì lạ lạ không ta. Từ như đầu quay giáo thì mình cũng có chia sẻ là mình cũng được anh chị Linh được dấu tên ở Úc thì cũng có thấy Úc Cường thương mến này kia cũng hỗ trợ cho Cường là 5 triệu. Thì mình cũng mua được cái tủ nè, do cái chòi mình nó hơi thấp đó cả nhà, mình mua cái tủ nó lùng tí để mình để cho nó xứng với cái chòi á. Còn phần trên đây thì mình sẽ để gia vị để mình cũng dễ lấy, chứ mình mua thêm cái dàn chén thì còn cái số tiền còn lại. Còn một bọc nữa mình cũng mua thêm được ít vật dụng để mình xài để quay video cho cả nhà xem. Cái tại khách sạn nè, hôm bữa Cường chiên cá rô á, không có khách sạn này để mình dứt cá ra nó, mình mua một cái đồ gắt đũa, mình cũng mua thêm được mấy cái mẹt. Cái mẹt này bằng BK nhưng mà họ làm giống như là bằng tre vậy cả nhà, giống như mình tre vậy đó. Mình cũng mua thêm được cái chảo chống dính. Thì mua thì nó cũng không có hết cái số tiền anh chị gửi, nhưng mà còn phần còn lại thì mình để dành. Mai mốt Út Cường săn mắt mà có cần thiết mua thêm những cái dụng cụ gì đó thì mình sẽ mua thêm nha cả nhà. Mua được cái món quà này. Đây. Mua. Mình cũng mua được thêm 20 con câu nữa cả nhà. Mà mình rất là vui nha.
đây câu gắt gắt thay nguyên đi câu sao này rằng mình đi câu á, cắm câu á rằng mình cắm được nhiều hơn, tại mỏ mốt rồi đi chợ rồi mua chỉ được có 20 cân của cả nhà, thì anh với chị thương yêu gửi có tiền đó thì còn đứng do từ mua thêm được 20 cân câu. Sau này nếu mà mình có muốn săn bắt ngay cái mùa nước vậy thì Úc Cường sẽ mua thêm. Bữa nay ông nội đi đám gì ạ? Thì lúc này ông nội cũng ra tiếp gặp con ra rồi ăn lập cơm bữa chiều ở cả nhà. Thì nhìn gần thấy cá tẩu, thấy Úc Cường mua câu, vậy mà cũng không dám hỏi cả nhà, không biết con bữa nay như thế nào, cho bữa nay sang dữ vậy. Như ấy ai nhà về vợ Úc Cường á, nãy có chia sẻ gì đó. Sáng không đi thì ba chưa có về. Về bất ngờ lắm mà về thấy dâu chia sẻ về ông nội của Thảo Nguyên nha, cũng nghe nói về Úc Liễu chia sẻ gì cái chú đó giống tên, không có nói tên, thì ông nội cũng có cảm thay mặt gia đình cũng cảm ơn chú giống tên đó nha. Này món này thì mình ăn kèm với ít rau nè bà cô chú. Cà với rồng rất là ngon nghe cả nhà. Nói cây cải nè, khi mình sạc mình bẻ được mấy trái chuối già. Còn chuối già ăn với mắm ngon hay chưa? Cũng là gọt nhâm nước chanh cả nhà. Má thì em ít rau mình luộc nếu mà mưa cũng được. Với chiều tối quá trời cả nhà, nếu mà mình ăn rau nhiều quá thì cũng hại trong nó cái đường ruột hơi xì. Hết trời chảo. Thế là ba cũng đi rồi, còn mấy chỗ nó xót xót cái gì ba để về. Này ngon, nó giòn quá, một trái ngon là ăn cả nhà, trời quá bự là bị xót lại hả nội? Nó nằm dưới đất rồi không thấy. Mời bà cô chú cái nhà hỏi nè, hỏi rồi nè, mời cái nhà nghe ăn mừng co ngồi có sót của ăn cơm nhiều nhiều mưa xuống thấy buồn á cả nhà, thấy nhìn thấy yêu cảnh gì đâu á. Mưa chứ gia đình ở đây ấm áp về quần với nhau cũng vui hơn bà cô chú. Thì miếng thịt ta gọi mình cũng sắp ra nè cả nhà, giờ mình xóa ớt nha, mình cho ớt gia vị vô đây, này là tiêu nè. Cho nó tiêu vô. Ớt ít gia vị vô trong thịt á, cho cái thịt mình nó ăn cho nó có vị đậm đà ha. Còn đây là hai con mắm nè, mắm lóc. Thì mình sẽ cho vô cái xưởng này, mình hấp cho nó rộng rãi, cho nó mau chín nha. Mình lấy con mắm rồi mà mình không lấy nước. Mắm lốt thì nhóm hay ăn mua cái chỗ này nè, rất là ngon nha. Màu mắm ngon. Rồi có mắm cái nó có hơi mắm cái nó có rùi cái nha, thì mình cho cái phần thịt ba rọi này vô. Dừa nè, dừa cái này thì thấp cái dừa. Con mắm thì bà con mình làm là đã rất là mặn rồi nha, da mình không có lấy nước, mình lấy thêm cái phần nước để điều hồi cái gia vị nó tan ra nó cũng rất là mặn nha. Cho vô đây ít gừng, rồi mình cũng có băm sợi ra, thêm ít củ hồng, có hành tím, còn cái tiêu nè mình gắt cho thêm, nó thơm. Chừa là trên đây hấp dẫn lắm rồi đó, thơm, tiêu nhiều nó thơm nữa nè. Nước sôi cái mình đem mình đi hấp nha, cái mình đem mình đi chưng nha. Nước sôi cho cả nhà,
mình bỏ mắm vô chừng nữa nha. Để giấu lại. Còn một trái duy nhất nha. Trái cuối cùng. Trái cuối cùng. Rồi, nứt rồi. Nứt rồi. Hôm nay nó nói ngày mai mua tiếp kìa. Thôi em, cái này nó bị hư lỗ nè. Dập lỗ rồi nè. Nay không kịp, chắc mai bị hư. Mình gắt, nổ nè. Đó, được. Đây, quá ngon. Làm biết không? Làm miếng gì ghê quê, Thái Nguyên. Thái Nguyên ăn như hóng lắm. Là ăn nguyên hấu hả? Nguyên hấu. Là nguyên hấu hả? Lấy ăn cơm đi. Lấy ăn cơm đi. Quá ngon cả nhà. Mình ăn nguyên hấu đi không? Nhưng mà ăn bà của chú ăn chưa nè. Sao? Ngọt không? Ngọt. Ngon hết ngày cơm rồi. Sạc. Ngọt quá sạc. Ngọt quá ngọt. Nguyên hấu sốc chăn mệt quá mà. À mà giống này em chồng á, cái da rất là giòn em. Tháng mưa mà vậy là ngon. Ngon lắm bạn, gì là ok lắm rồi. Dưa thường ngon cái là dưa gò công hả cha? À, dưa gò công, dưa gò công là nó ngọt lắm. Dưa gò công lần đó mình có mà ăn đâu ở đây chứ. Lâu lâu mở bơ á, mở bể bơ á, mang về cái mình mua. Nhưng mà dưa gò công á là cái vỏ nó mỏng hơn như này nữa em. Cái da nó cũng có những chỗ dầm hay lắm. Này con sắp dĩa ra rồi. Mắm chân mà ăn mắm chân mà đậu rồng cả nhà, rồi bông súng nè, rồi cà tím chuối chát với ít cải giòn với rau thơm chuối chá là hết bài luôn rồi. Còn thì gia đình cũng đã làm xong bữa cơm, mời quý ông bà cô chú cùng dùng chung bữa cơm với gia đình Hương Mã Non nha. Mời cả nhà ăn cơm chiều gia đình. Chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm chiều. Thử một trái rồi. Đậu gồng thôi Nguyên. Đậu gồng chấm rồi. Thử một trái. Có hai lá bên đó. Bên em lấy tới hai cái muỗng nè. Nè còn thêm múc. Dầu gáo, dầu miên cá với thịt. Dầu gáo. Có lóc thịt không à? Ngon. Có lóc của có trứng này. Má tắm đi ba. Mình cũng mời cả nhà nghe. Có ớt cái nhà con. Mời cả nhà ăn cơm chiều với gia đình nha. Có ớt đó nha. Con mời bà cô chú ơi. Ồ, cả nhà ăn cơm chiều với gia đình. Bánh mì ăn rồi. Không có bị mặn quá hả cha? Trời mưa này mà ăn đây ăn mắm chưng còn gì bằng nữa. Ngày mưa quá trời lớn luôn cả nhà. Ồ, này chắc qua bão rồi hả cha? Mắm bà báo bão không được, không vô tới tới nữa không? Ăn mắm này cả nhà biết nhớ gì không? Nhớ hồi xưa mình còn nhỏ, cô bác này nọ rồi đó đi ra đồng á. Gia đồng mình để đi cấy lúa địa phương đó thì nói chung là cái người chủ gia đình thì phải cho ăn bữa cơm mà đa số cho ăn mắm chân này nha, nha cả nhà. Lấy mắm chân là nhớ chuyện hồi xưa liền. Nãy giờ em cũng quên nữa, em mời anh chị Út nha, anh chị nấu cơm đã hỗ trợ cho em tiền để em mua vật dụng trong nhà. Em chào em, mời anh chị. Món này Thái Nguyễn thích là ăn lia lịa luôn. Khoái mắm. Khoái mắm. Quê mình.
cảm gì mình qua là mắm. Cho nó mắm cái là đi không? Đi ngang thôi cái nhà với mình đi ruộng, đi ngang cái nhà cái bên rồi ha. Nghe mùi mắm bay qua là đó bụng nó chuyển nổi rồi. Mắm không có ai cưới được. Nghe mùi mắm là mùi mắm lấy ngon. Tay mình mắm là do hầu như là đặc sản là người miền Tây mình ai được cũng biết ăn hết trơn. Nhất là bún nước lèo Sóc Trăng, là bún nước lèo Trà Vinh. Rồi là bún mắm. Bún mắm. Mà kiểu có mắm vô thấy nó đậm đà nè. Cũng đọc được nhiều comment của anh chị yêu cầu làm uống nước lèo. Nhưng mà để bữa nào Úc Cường có đi bắt được cái lóc bự á, về gia đình sẽ nấu nha. Hôm bữa cắm câu thì cá nó nhỏ quá. Bữa nào rồi có cá khủng không bà cô chú? Rồi mình làm uống nước lèo. Mình tắt mương á. Tắt mương. Mình tắt mương thì được cá bự. Mà mắm này có người mắm cá lóc nha. Cả nhà có người không chân mà tái cực ra. Dạ. Con mèo bự như mèo nhỏ nó cái kèm nhau. Cái trộn với những bao gọi thôi. Thịt ba gọi này mình cũng có thể mình bầm ra nữa. Mình bầm ra mình chưng nó cũng ngon. Tùy ý của mỗi người á. Ủa mắm này người ta bán sao nè? Bán 1 ký bán ký, 1 ký 150. 1 ký 150 nè. Mẹ mua 2 con mắm này là 800 gram là 120 ngàn. Mắm có thăm không? Có thăm không? Nó có cái... nó có cái câu xưa con cá làm ra con mắm già chậm già thương lắm bà ơi. Này làm thơ tặng bà nội nữa. Không nghĩ cái câu ca dao đó hay ba có ý nghĩa ha. Con cá làm ra mắm già chậm già thương già thương lắm bà ơi. Úc Cường ráng giữ nhớ cái câu đó nha. Vì già thương lắm liễu. Cũng có cái câu ca dao tục ngữ là gừng càng già càng cay á. Là dí cũng như là vợ chồng sống với nhau hồi lúc khởi còn trẻ, mười mấy 20 tuổi sống tới như từng tuổi nội bà nội Thống Nguyên nè. Thì càng ngày thì cái tình nghĩa vợ chồng nó càng thấm thiết đậm đà hơn chứ không có chán nha. Tại vì kiểu như là ở với nhau một đời người lý không nè. Lý do là cả nhà biết làm sao hồi cái lúc còn trai á thì lớn lên á thì hai vợ chồng gặp nhau thì lúc nó có con thì vợ chồng phải đi bươn chải để lúc đó đưa mà đi mà về đặng nuôi con. Thành ra ít cơ vợ chồng nó không có được cái gần gũi nhau mà lúc già cả nhà. Nói lúc mà cả 60, ôm 60 lắm lên đó. Lúc đó thì con nó đã bự, cháu nó bự rồi. Thì vợ chồng nó đồng ấm chỗ đó đó. Hết đi làm nổi, đi làm cũng hết nổi rồi. Ông nội bà nội Thảo Nguyên hiện tại thì Úc Cường thì cũng có vợ con. Thì con cái nó cũng trưởng thành hết rồi. Ba mẹ thì không có cái lo nữa. Thì ông bà thì ví dụ thời gian đi làm thì đi, đi đồng thì đi. Nhưng mà về nhà thì chiều dù khi chăm bình trà hay là nấu nồi khoai, nồi chuối vậy đó cả nhà. Cái ba mẹ ngồi ăn rồi xem tivi, rồi cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Kiểu nó đơn giản như vậy nhưng mà hạnh phúc à. Nhưng mà rất là cảm thấy rất là hạnh phúc, rất vui. Ăn chung chớt hả? Ở mẹ đâu có cay không còn. Cay mẹ, ớt này, ớt chị mị mà. Nó cay. Người bà thấy nó nhăn nhăn cái mặt. Nó cay hơn chớp chữ thiên của mình. Chớp chữ thiên mình chứ nó không cay bằng cái chớp này. Phải trà cắn cái chớp hồi thèm ấy. Chắc chịu không nổi cắn thèm mà về cay quá. Mỗi lần cái dạng mà đi mần á, cả nhà có cái anh á, anh ăn ảnh chừa ai rồi, nhưng mà ăn cá ra thấy cái ruột là anh lấy cái ruột cá là anh quýt liền. Cái anh kia ở ruột cá là làm gì hả? Vì kho hay là béo chua vậy đó. Mà nhưng cái anh kia anh ăn thắng anh không nhường cái anh nọ anh là mày mốt tọt chát mày tọt chát cá. Anh kia anh nhét mặn cá rồi anh nhét ớt dùng cái bò tử thầy cay chết luôn. Anh kia anh sớt vô rồi cái là anh bỏ chén luôn. Kiểu đó là cái anh bị cay đó anh đó chứ ngày thường cái ảnh cũng lắm ăn đó. Rồi ảnh cũng nói chung là ăn kiểu không chừa để cho ai không có nhường cho ai. Cá cũng vui á, nhà ở quê nhìn cá vui lắm. Đó kiểu cặp cớ chơi cho vui thôi chứ không phải là hại nhau. Cặp cớ. Thấy anh này anh ăn nó không phải nổ nổ ghê. Còn quá. Cái đậu ngọc này là bao? Ở quê mình dám không nha. Trên Sài Gòn một ký tới 200 mấy. Còn mắc gì? Mình nó đang 100 rồi đó. 100 ngàn. Mình nó đang 100 rồi đó. Đậu ngọc 100 mà mình tính vô mình
mình cầm đậu gồng rồi bán còn ngon bằng thiên lý. Dạ. Mà anh giỏi dưới quê nhầm khi kiếm đậu gồng có nữa chưa? Dạ. Đậu gồng á dưới quê nhầm khi kiếm còn không có nữa. Làm lúc ngày cái mùa cao á nó có trái không? Dạ. Rồi bọn mùa gió chướng này trái nữa. Chứ đậu gồng này bây giờ đậu gồng nó không có cần theo mùa, nó có mình trồng lên nó bò lên là nó có trái, nhưng mà nó hai loại. Một loại là cái trái này nó màu xanh, một loại là trái màu trắng. Ông gỗ liễu trồng ở đây đó thì mua hai cái giống màu trắng trồng thưa trái, mà giống màu xanh của anh Thư Tèo dưới thì trồng trái rất là nhiều luôn. Ủa có màu trắng đó nè. Có trái trắng, trái xanh, bông tím, bông trắng. Ở giờ con thấy trái xanh rồi, chưa thấy trái trắng. Kiểu nó xanh nhạt với nó xanh đậm đó con. Có loại thì nó xanh, cái màu xanh nó thấm, xanh thấm luôn. Còn loại thì nó hơi trắng trắng. Mà giá trồng thì chả nó cũng xinh xinh nhau. Nó cũng vậy à, mình mua giống như nó F1, F2 vậy đó. Nó ra F1, F2 á. Nghĩ nói chuyện ăn xong nghĩ nói chuyện luôn, cay quá chưa. Trời chưa nước đá vô. Giờ thì gia đình cũng dùng xong bữa cơm rồi, cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú đã xem và ủng hộ cho kênh Hương Mãi Non. Giờ thì cho gia đình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp ông bà cô chú ở những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà.